Ok, anh chị thấy một cái máy cosec của Amazon. Còn ha, nếu mà nói về tốc độ cắt là hiện tại Amazon nó 12BL là 3 tấc anh chị, nó cũng như người ta thôi, nhưng mà được một cái xích của Amazon cực kỳ tốt. Nếu anh chị nào xài rồi mới biết được ha. Đó thì hôm nay Hồng Nhiên thấy là Amazon hiện tại cũng đang rất là nổi trội trên thị trường. Nó nói về chất lượng của nó khá là ổn định, với lại là cái cách làm của nó về những cái sản phẩm cũng chỉnh chu. Thì anh chị mình thấy là cháu chương trình hôm nay khuyến mãi rồi, anh chị mình phải mua. Đó thì thứ nhất là đồ của Amazon nó vừa rẻ mà chất lượng nó lại ổn định. Cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là bắt mắt, rất là phù hợp, màu sắc nó cũng đẹp ha. Thì có một cái là như nhận thấy là chỉ có Amazon đó, là cái pin của nó chưa có đa dạng thôi ha. Chứ còn thực tế là máy của nó, máy nó thì một số mã nó cũng chỉ mới ra anh chị, nó chưa có đa dạng về mẫu mã nhiều trên thị trường, nhưng mà nó ra cái nào chắc cũ cái đó. Hình thấy nó đi chậm nhưng mà rất là chắc ha. Rồi về cưa xích thì chút xíu giảm giá như thế nào anh chị mình sẽ coi tí xíu, Hồng Nhiên sẽ giảm giá ha. Về cưa xích 12BL như thế này, 12 inch làm xích đầy đủ hết, chưa có pin, giá chỉ có 1.050.000. Mình chưa tính tới giá giảm nha, nhưng mà mình tính là 1.050.000 có máy chạy từ không chổi than như thế này anh chị là phải nói là quá ngon ha. Rồi chút xíu giảm giá ngon nữa thì giới thiệu cho anh chị hết một lọt đi, anh chị mình mới thấy được ha. Rồi ví dụ anh chị mình xài những cái mẫu này thì nó có hai dạng nha anh chị, nó có ba dạng luôn. Một dạng là cái máy màu đỏ thì không có chức năng anti chip bích, rồi một con máy này là CN28SM, rồi một con máy là CN285 ha. Thì Hồng Nhiên sẽ báo giá từng mã. Ví dụ như anh chị xài máy này màu đỏ hệ có chống rung thì nó không có chức năng anti chip bích như vậy đó. Thì anh chị mình mua là 1.610.000 ha. Còn nếu anh chị mình xài một cái mẫu mà có chức năng anti kit bách thì nó lại màu đen 28SM như thế này, thì anh chị mình mua với mức giá là 1.680.000. Còn nếu anh chị mình xài cái dòng hơn tí xíu nữa là 285 đó, thì anh chị mình mua là 1.750.000. Nó có 3 mẫu nha anh chị. Thì 285 là dòng cao nhất, tức là bích tông nó lớn hơn và cũng có chức năng anti kit bách kiểu như vậy. Đó thì anh chị mình thấy là mẫu này coi vậy là anh chị mình thấy Hồng Nhiên đã từng test rồi, chất lượng đúng không, khoan lẹ đúng không, mà độ ổn định cũng cao nữa đó. Ok, có 3 mẫu rồi. Xong anh chị mình sẽ thấy tới là một cái máy khoan đi, một cái máy khoan kiểu như vậy. Thì cái máy khoan này á là nó 65 niêu anh chị, đầu của nó là nhỏ nhắn gọn gàng nhưng mà nó chạy ngon nha, tốc cao đó anh chị mình thấy nè, thấy không. Rồi ba chức năng chạy từ, một cái thân máy này không á là 950.000, 950.000 ha. Đó, ok, một cái thân máy nha anh chị. Thân máy này ba chức năng 65 niêu thôi, là anh chị mình thấy chân pin M21 thông dụng, tất cả những cái máy AMAX này chân pin M21 thông dụng. Với lại là anh chị mình thấy một con máy là 120 niêu. Anti kit bách đồ của bên này nó có hết đây. Chị thấy nó rất là nhạy ha. Đó, 120 niêu động cơ BL nhỏ gọn, motor EC nè, anh chị thấy nhỏ gọn đẹp phải không? Cũng có nhiều người thích cái mẫu này đó anh chị. Giá bán là 1.480.000 ha, 120 niêu ha. Có anti kit bách. Rồi ok. Tới một cái nữa là tính về thân máy, chủ yếu là thân máy của AMAX nó sẽ là hộp giấy nha anh chị. Ha, hộp giấy. Rồi anh chị em thấy bù lon. Bù lon này của nó là 420 niêu, giá là 1.120.000. 420 niêu. Thì bù lon của Amazon thì nó cũng có nhiều cái tính năng anh chị ha. Đó, tính năng của nó điều chỉnh là hết lực tự ngắt đồ, rồi vô máy búa đồ đó, đầy đủ hết. Đó, 43 số là có đầy đủ 3 số ha. Đó thì anh chị mình thấy với cái mẫu như vậy, giá là 1.120.000. Còn nếu anh chị mình xài cái dòng mà ví dụ như cái model của cái đời này là 400 niêu thì lại là 1.150.000 anh chị. Ở bên AMAX nó có một cái điều lạ anh chị, tức là con máy kia anh chị em thấy là 420 niêu, là nó lớn hơn đúng không, mà giá có 1.1 triệu, giá có 1.1 triệu 20 à. Còn máy này 400 niêu thì lại 1.1 triệu 50, tức là nó nói tùy theo cái đời thiết kế nha anh chị. Đó, thiết kế. Rồi thêm một cái nữa là cái này mới lạ nữa nè, cái này á là 550 niêu anh chị, nhưng mà giá nó chỉ có là 1.1 triệu, tức là nó rẻ lớn hơn mà rẻ hơn kia nữa. Đó anh chị mình thấy nè, con máy này nè 550 niêu của nó không nhỏ gọn mà mượt lắm nha. Của AMAX được cái nó chạy rất là êm anh chị ha, nghe cái tiếng nó cũng thấy rất là hay ha. Đó ok, gọn gàng. 550 niêu giá 1.1 triệu, nếu vậy thì 850 niêu giá nó 900 thôi nha, tại vì nó càng bự nó càng rẻ mà.
nhưng mà không phải nha. Cái máy này 850 niêu, nó là 1.790.000. Con này hiện tại đang hot trend của các bên online nè anh chị. Nếu các kênh online nó đang bán con này nữa, đang rất là hot ha. Đó, 800, con này là nhiều 850 niêu mà giá cũng có 1.790.000, chưa tính tới chút xíu hồng nhiên giảm giá cho anh chị ha. Đó, rồi, 850 niêu ha. Thấy không? Anh chị mình sẽ thấy là đây là những cái máy là chân pin M21 ha. Thì thôi tính luôn mấy chuyên dích này luôn cho xong đi ha. Chuyên dích thì anh chị em biết chuyên dích của Amazon nó nói về cái gì? Nó nói về về cái sức mạnh ha. À, con máy này nó tới 280 niêu, nó có 4 số anh chị, nó cũng có tính năng chạm tự ngưng rồi gõ máy búa ngưng đầy đủ. Nói chung là Amazon này nó cũng rất là mạnh về con dích, nó bán thị trường rất là mạnh về con dích. Với lại một cái điều đặc biệt á là Amax nó thiết kế một cái hệ chống rung 4 cái lò xo ở 4 góc này chống rung cái máy anh chị. Đúng không anh chị, mình xài nhiều á đôi khi nó rung cái tay mình hơi mỏi tay ha. Còn đối với Amax thì nó có cái độ giảm rung. Nó độ giảm rung ở đây có 4 cái lò xo hai bên để nó giảm rung, giảm chấn lên cái thân. Nó trên này nhưng mà nó ít xuống dưới này ha, nó gọi là giảm chấn. Thì nó giảm giá từ lúc đầu 1.1 triệu, bây giờ nó giảm còn có 990.000 à. Ở cái máy này nó chỉ nặng 95 gram à, chưa đựng ký. Ha, nó có hai màu anh chị, màu đỏ và màu đen, thì anh chị mình thích cái màu nào cũng được hết á. Hai màu nó vậy nè, Amazon nè ha, cũng nhỏ gọn đó, nó có con vít này cũng dữ dằn ha. Rồi ok, với mức giá bán có 990 nha. Nó có một cái cặp máy mài, thì anh chị mình thấy máy mài của nó có màu đen và màu đỏ. Gần đây Amazon nó có ra một cái mẫu máy mài nữa nhưng mà nó không có số gì hết trơn á, không, giá nó có 700 mấy, nhưng mà hầu như không có làm cái mã đó do là mình thấy nó không có nhiều tính năng, nó chỉ có đơn giản bật lên chạy, nó không có điều chỉnh số. Khi mà anh chị xài cái mẫu này 1.010.000 mà nó có 3 số, không, dòng nó dòng cao hơn thì thấy là nó ok hơn ha, nên anh chị mình có thể mua cái mã này, nhưng mà tính giảm giá nữa chắc nó còn rẻ đúng không. Đó rồi ok, có hai đời anh chị có 3 số nha. Đó, máy mài của bên Amazon này, máy mài của nó anh chị thấy nó rất là hay nha, nó có những cái tính năng rất là hay. Bình thường á anh chị mình thấy nó chạy về thôi, nó mình nghe có vẻ hơi yếu, nhưng mà khi anh chị tì đè á là bắt đầu tự động nó nâng công suất lên, tự động nâng công suất lên tối đa. Cái chỗ này chức năng này tiết kiệm pin rất là hay ha, nó tự động nó turbo lên luôn. Còn bình thường nó chạy là anh chị nghe nó yếu, nhưng mà cứ vô tải cái tự động nâng công suất lên. Đây là cũng là một cái hệ mạch rất là hay của bên nhà Amazon ha. Rồi tới hai cái kéo cắt cành đó, đồ Amazon giá dễ chịu anh chị. Cái kéo cắt cành như vậy giá nó có 925.000 thôi, nặng 700 gram. Đó thì anh chị nhấn nút mở nguồn đây, nhấn hai cái mở ra, thấy không, nó cắt rất là lẹ đó. Cái mẫu này của nó cắt rất là lẹ anh chị. Cái mẫu này cái đời nó cắt tối đa là 25 ha. Đó, 25 với cái giá bán của nó là 925.000 ha. Rồi anh chị mình muốn xài một cái lớn hơn là 30 thì cái mẫu này nó lớn hơn xíu, nó bán 1.255.000. Nếu mà so về giá thì hiện tại là Amazon nó cũng khá là rẻ. Ở đây anh chị mình thấy nó có đồng hồ, nó thể hiện lần cắt và thể hiện pin volt ha. Đó, nó có thể hiện trên này hết. Đó, anh chị mình thấy nè. Đó, nó tắt công tắc dưới này ha. Đó, ok, nó ngắt về. Rồi, giá nó là 1.255.000. Anh chị mình cứ đơn giản, anh chị mình thấy nè, tất cả những cái chương trình này hôm nay là anh chị mình sẽ mua được giảm giá, với là giảm giá với cái mức là 7%, nhưng mà chút xíu hầu như giảm cục pin để cho anh chị mình mua kèm theo. Tại Amax hầu như là sẽ bán, anh chị mua pin trong chương trình này của Amax thì cũng sẽ được giảm giá cho 7% luôn ha. Chút xíu pin hầu như bỏ vô giảm giá nữa là anh chị mình mua được dễ dàng ha. Rồi cái bộ máy khoan, cái bộ máy khoan thì anh chị mà 55 niêu, cái này hệ 16V8. Thì trong những con máy 16V8 thì Amazon nó làm một cái máy nó khá là chỉnh chu, đẹp ha. Đó, 3 chức năng 55 niêu chạy từ đầu 10mm ha, chạy từ nè ha, 3 chức năng búa đồ đầy đủ. Tốc chậm tốc lẹ có hết, 2 pin 1 sạc ha, có cái túi. Nè như nó có túi luôn, mà nó có túi tặng theo cho anh chị, tại nó bán này là combo nguyên bộ ha. Đó, ok. Thì mà chạy khá là êm ha. Đó, giá nó là 1.580.000 cho full bộ. Rồi Amazon nó có một cái máy đầm dùi đó, máy đầm dùi anh chị, những cái thương hiệu mà vừa vừa á, phân khúc bèo bèo thì chưa có thấy làm cái đầm dùi ha, phân khúc thấp thấp, chỉ có Makita nó làm cái phân khúc nó là quá cao quá mắc. Thì Amazon nó làm cái máy này anh chị mình nhớ cái chỗ này vô pin
đại khái là pin 5A, pin 6A, pin 4A, nhưng với điều kiện là pin 10 cell nha anh chị. Pin 15 cell vô cái này không lọt ha. 6A vô anh chị xài 10 cell nó cũng vô, hoặc là 5A mà 10 cell nó cũng vô pin 18650 này ha. Đó rồi anh chị mình thấy nó rung rất mạnh. Đó cái đầu vùi là nó là rung ha. Đó anh chị mình thấy đầu vùi lắc một cái là rung liền ha, lắc một cái nè ha. Đó. Thì cái này nó tiện lợi cho nhiều anh chị đi công trình đó. Anh chị mình thấy cái dây này nếu mà tính ra nó dài 1,5 m ha, cái dây dài 1,5 m anh chị. Thì đi công trình nó cũng tiện lợi do không có kéo dây gồm gà. Anh chị có cục pin chân pin mà 21 bỏ vô này xài ok ngon. Rồi, cuối cùng Hồng Duy sẽ cho anh chị xem một cái máy thổi của bên Amax, nó cũng mới ra gần đây ha, chưa có cơ hội cho anh chị mình xem. Máy thổi đây. Thường thường máy thổi á, là anh chị mình sẽ xài những cái cục pin nó lớn tí xíu. Tại ngần này á, nó dòng turbo nó ăn dòng cũng dữ lắm anh chị ha. Đó thì anh chị mình thấy là cái máy này, thấy không? Đây, turbo, chị nhấn đây ha. Nhấn chỗ này là turbo nha anh chị, nhấn chỗ này ha. Đó anh chị đẩy lên đây, gài. Đó, gài công tắc ha. Nhấn chỗ này, mạnh lắm. Đó, thấy không? Đó, turbo lên. Đó, nhấn cái tắt, kéo về. Anh chị mình có thể tháo cái này ra đầy đủ ha. Tháo này để chạy động cơ BL anh chị. Đây là mẫu Amax cũng mới ra sau này. Đó thì cái mẫu này cũng dữ dàng ha. Thì anh chị mình thấy cái mẫu này giá nó chỉ có 1.198.000 thôi. 1.198.000. Đó, tất cả những cái sản phẩm Amax ở đây hôm nay anh chị mình mua trong vòng 2 ngày. Chứ Hồng Nhiên quay trở lại làm Amax, anh chị mình được giảm 7%. 7% thì anh chị mua cái gì ngon nè. Máy thổi này ngon nè, đúng không? Bự sự ngon lành. Nhưng mà giá rẻ đúng không? Rồi những cái cắt cành này ok ngon nè, máy mài này cũng ok nè. Rồi cái này còn 999 mà giảm thêm 7% nữa cũng ngon đúng không? Đặc biệt là cái cưa xích. Em nói anh chị, cưa xích của Amax là vô đối thủ. Thật sự luôn, với cái giá nha anh chị. Mà nó cưa rất là lẹ, anh chị mình thấy không? Nhưng cưa không? Cực kỳ lẹ. Ok, với giá bán này, anh chị mình có nhu cầu liên hệ ha. Còn cái này nữa cho anh chị mình mua nè. Ok. Ở đây nãy giờ mình chưa nói về pin. Pin của Amax thì 750.000 một cục hoặc 860.000 một cục, nó có hai loại anh chị. Còn ở đây pin của Hồng Nhiên hiện tại, nếu anh chị mình mua trong cái chương trình này ha, cục pin 600.000 này, pin Gen 3 bảo hành 5, với lại hàng của Amax là nó bảo hành cho anh chị mình 8 tháng ha. Rồi cục pin của Gen 3 ở Hồng Nhiên bảo hành cho anh chị mình 1 năm, 600.000 một cục. Mà bây giờ anh chị mình mua kèm với lại những cái máy Amax này, chỉ đặc biệt mua với Amax trong chương trình này nha anh chị. Không, chỉ trong chương trình 2 ngày này thôi, anh chị mình chỉ trả 500 thôi, Hồng Nhiên tặng thêm cục sạc nữa. Đó là anh chị mình thấy xài hệ pin này vô là ngon rồi đúng không? Rồi thêm cái nữa nè, cục pin này là 1.350.000. Cục pin Gen 3 Pro này 12A nè anh chị. Thì anh chị mua đặc biệt trong cái chương trình này, tính cho anh chị mình chỉ 950 thôi, tặng thêm cục sạc 3A nữa. Đó anh chị mình thấy cái chương trình này, anh chị mình mua là sẽ có một cưa xích là cũng mua pin lớn nè, thổi cũng mua pin lớn nè, khoan bê tông cũng mua pin lớn nè, máy mài cũng mua pin lớn nè. Nói chung anh chị mình xài cần cái nào cần pin lớn là cứ mua pin lớn. Tại vì giá này em nói anh chị là cái mức giá chỉ hỗ trợ cho anh chị trong cái chương trình mua cái máy Amax này để có được cái cục pin này với giá siêu rẻ. Đó thì anh chị có nhu cầu nào liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên nha. Cái này là không có giảm thêm 7% nha anh chị, giá này giảm nữa không đủ công để đóng ha. Rồi anh chị có nhu cầu hay có ý kiến như thế nào có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào video kế tiếp. Bye bye.